Vài chuyện dạ sử về danh tướng Phạm Ngũ Lão, phần 1. Phạm Ngũ Lão là một tướng tài nhiều công trạng trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 và thứ 3. Không chỉ thế, ông đã cầm quân nhiều lần đánh bại Chiêm Thành và Ai Lao. Cũng có nhiều câu chuyện mang tính truyền kỳ về danh tướng Phạm Ngũ Lão được dân gian lưu truyền lại. Phạm Ngũ Lão là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay là làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Dương. Theo gia phả họ Phạm thì ông là cháu tám đời của danh tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh. Thuở nhỏ, Phạm Ngũ Lão chăm chỉ học tập, đọc sách, luyện cả văn lẫn võ. Ông lớn lên trong cảnh đất nước bị cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 2, triều đình kêu gọi trai tráng nhập ngũ, trân trọng người có tài. Chuyện thi võ Trạng Nguyên. Phạm Ngũ Lão lên kinh ứng thí võ Trạng Nguyên. Trong cuộc thi bắn cung, thay vì bắn vào mục tiêu cắm sẵn, Phạm Ngũ Lão lại giương tên bắn vào giải cờ đang bay của triều đình. Mũi tên bay trúng đích khiến giải cờ rơi xuống đất. Nhưng chính vì điều này mà ông bị khép tội và bị đuổi trở về quê. Về chuyện bắn rơi giải cờ của triều đình, cũng có nhiều tài liệu cho rằng không phải Phạm Ngũ Lão bắn rơi giải cờ ở kỳ thi ứng thí võ Trạng Nguyên, mà là Phạm Ngũ Lão tình cờ gặp gia tướng của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô đang tập bắn cung. Địa Lô được xem là người bắn cung giỏi nhất thời đó. Phạm Ngũ Lão xin thử sức, nhưng không bắn vào mục tiêu cắm sẵn mà bắn vào giải cờ đang bay trên cao. Mũi tên trúng đích khiến giải cờ rơi xuống đất. Nguyễn Địa Lô kinh ngạc phát hiện anh chàng này còn giỏi hơn cả mình, liền dẫn ra mắt Hưng Đạo Vương. Nào ngờ các gia thần bắt Phạm Ngũ Lão vì dám bắn vào giải cờ của triều đình, nhưng thấy còn trẻ nên tha cho trở về bản quán. Chuyện đan sọt. Câu chuyện Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt bên đường gặp kiệu của Hưng Đạo Vương đã trở nên nổi tiếng. Bấy giờ Hưng Đạo Vương có việc quân qua vùng đất Phù Ủng. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ngoài đường mải nghĩ về cuốn sách binh thư nên không biết quan quân đến. Một người lính dẹp đường quát. Chàng trai đan sọt vẫn cứ ngồi yên. Người lính bèn dùng giáo đâm vào đùi kẻ cản đường. Vậy mà người đan sọt cứ như không. Thấy vậy, Hưng Đạo Vương đích thân đi tới. Trong Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hồ thì khi Hưng Đạo Vương hỏi vì sao đâm chảy máu mà vẫn ngồi đấy, Phạm Ngũ Lão đáp rằng đang nghĩ đến mấy câu trong binh thư nên không nghe thấy gì cả. Hưng Đạo Vương liền hỏi về binh thư và mưu lược, Phạm Ngũ Lão đều ứng đối trôi chảy. Hưng Đạo Vương hiểu đây chính là nhân tài mà mình cần, liền quyết định đưa Phạm Ngũ Lão về kinh tiến cử lên vua. Phạm Ngũ Lão lại xin cho được về nhà xin phép mẹ trước rồi sẽ tự đến quân doanh. Điều này càng khiến Hưng Đạo Vương biết mình đã không nhìn nhầm người. Thu phục cấm vệ quân. Sau khi đưa Phạm Ngũ Lão về triều, Hưng Đạo Vương liền tiến cử lên vua để ông giữ chức chỉ huy cấm vệ quân. Thế nhưng cấm vệ quân tinh nhuệ biết Phạm Ngũ Lão chỉ là tay xuất thân nông dân, được giữ chức chỉ huy cấm quân chỉ là nhờ Hưng Đạo Vương tiến cử nên họ không phục, tâu với vua xin được tổ chức đấu võ. Phạm Ngũ Lão bằng lòng thách đấu nhưng xin được về quê 3 tháng. Về quê, ông luyện võ, ngày nào cũng ra cái gò lớn ngoài đồng để nhảy lên, mãi cho đến khi cái gò sạt mất một nửa. Hết hạn, ông quay về triều đấu với đám cận vệ. Phạm Ngũ Lão lúc này thân thủ rất nhẹ nhàng, có thể đấu với vài chục người. Từ đó cấm vệ đều bái phục chịu tài. Con rể Hưng Đạo Vương. Bấy giờ, con gái Hưng Đạo Vương là Anh Nguyên cảm mến Phạm Ngũ Lão. Hưng Đạo Vương cũng rất vừa lòng vì Phạm Ngũ Lão thể hiện được tài năng hiếm có của mình. Nhưng theo quy định của triều Trần thì người trong dòng họ sẽ kết hôn lẫn nhau chứ không lấy người ngoài. Quy định này do Thái sư Trần Thủ Độ đưa ra. Có hai lý do cho quy định này. Thứ nhất là Trần Thủ Độ sinh ra tại Thảo Nguyên Mông Cổ. Nơi đây anh em con chú, con bác, cô cậu hay con gì đều có thể lấy nhau. Trần Thủ Độ bị ảnh hưởng bởi tập tục này. Mặt khác, nhà Trần được thành lập do Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng phải trao ngôi vua cho chồng là Trần Cảnh. Vì thế mà ông không muốn người trong dòng tộc lấy người ngoài để tránh bị cướp ngôi. Theo lịch sử thì Hưng Đạo Vương có thể gả quận chúa Anh Nguyên của mình cho Phạm Ngũ Lão vì quận chúa Anh Nguyên chỉ là con gái nuôi.
cũng có nguồn cho rằng quận chúa Anh Nguyên là con gái ruột của Hưng Đạo Vương. Tuy nhiên, cảm mến Phạm Ngũ Lão, Hưng Đạo Vương cũng ưng Phạm Ngũ Lão nên đã nhận rằng quận chúa Anh Nguyên chỉ là con nuôi để có thể gả cho Phạm Ngũ Lão. Còn nữa, được Hưng Đạo Vương chỉ bảo thêm nên Phạm Ngũ Lão tiến bộ rất nhanh. Năm 1285, nhà Nguyên cử Thoát Hoan đem 50 vạn quân tiến đánh Đại Việt từ phía Bắc. Sau đó, 20 vạn quân của Toa Đô sau thời gian bị sa lầy ở Chiêm Thành cũng từ hướng Nam đánh ngược lên. Tiếp theo phần 1. Cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 năm 1285. Hưng Đạo Vương cho quân vừa đánh vừa lùi nhằm tiêu hao binh lực và nhuệ khí quân Nguyên, lại vừa bảo toàn được lực lượng. Đạo quân Toa Đô đánh từ phía Nam ngược lên, lâu ngày mệt mỏi, lương thực cũng cạn. Thoát Hoan lệnh cho đội quân này hướng ra Bắc để hợp nhất với cánh quân của Thoát Hoan. Hưng Đạo Vương liền lệnh cho Trần Nhật Duật đuổi theo Toa Đô, không để hai đội quân này hợp nhất với nhau. Nhận thấy cánh quân phía Bắc không còn hung hăng truy tìm quân chủ lực của vua Trần như trước, cánh quân từ phía Nam chạy đến hợp nhất với cánh quân phía Bắc, chứng tỏ quân Nguyên sức đã kiệt. Hưng Đạo Vương liền quyết định đưa quân chủ lực tấn công. Lúc này quân Nguyên lập hệ thống phòng thủ phía Nam thành Thăng Long ở Hàm Tử và bến Trương Dương. Hưng Đạo Vương cho quân tiến thẳng đến hai căn cứ này. Quân Đại Việt tấn công vào cửa Hàm Tử, đánh tan quân Nguyên ở đây, khiến bến Trương Dương bị cô lập. Trần Quang Khải chỉ huy cánh quân hướng đến bến Trương Dương. Phạm Ngũ Lão dù chỉ mới vào quân ngũ nhưng đã được cử làm phó tướng cùng Trần Quốc Toàn tiến quân ra Bắc. Phạm Ngũ Lão cùng toàn quân đánh đâu thắng đó, thẳng đến bến Trương Dương, quân Nguyên ở đây tan vỡ. Mất Trương Dương khiến Thăng Long bị uy hiếp, lại không hội được với quân của Toa Đô nên Thoát Hoan cho quân tinh nhuệ đánh chiếm lại. Đoán biết ý đồ của quân Nguyên, Đại Việt cho quân mai phục ở con đường từ Thăng Long đến Trương Dương. Quân Nguyên đến đây bị đánh cho thảm bại, phải bỏ chạy về Thăng Long. Phạm Ngũ Lão cùng toàn quân truy đuổi đến thành Thăng Long. Thoát Hoan thấy quân mình còn đông liền ra khỏi thành tiến đánh. Quân Đại Việt thua chạy, quân Nguyên đuổi theo thì lại rơi vào trận địa mai phục do Trần Quang Khải bố trí sẵn. Quân Nguyên thảm bại bỏ chạy vào trong thành. Trong tình thế binh sĩ kiệt quệ, Thoát Hoan phải cho quân rút khỏi Thăng Long chạy đến sông Thiên Mạc, đoạn sông Hồng chảy qua Khoái Châu. Toa Đô đưa quân đến Tây Kết, hai cánh quân Nguyên vẫn chưa hợp nhất được với nhau. Hưng Đạo Vương chỉ huy quân tiến đánh vào cả hai cánh quân Nguyên. Toa Đô bị bao vây, trúng tên chết. Thoát Hoan thua trận, quyết định rút chạy về nước để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh đưa 3 vạn quân đến phía Bắc nhằm chặn đường rút lui của quân Nguyên. Quân Nguyên bị Phạm Ngũ Lão truy kích, quân sĩ bị tử trận nhiều. Quân Nguyên gọi Phạm Ngũ Lão là hổ tướng họ Phạm. Cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 năm 1287 đến năm 1288. Cuối năm 1287, quân Nguyên tiến đánh Đại Việt lần thứ 3. Hưng Đạo Vương vẫn theo kế sách vừa đánh vừa lùi nhằm bảo toàn binh lực, tiêu hao quân Nguyên, áp dụng vườn không nhà trống khiến quân Nguyên không cướp bóc được gì. Trong cuộc tấn công lần thứ 3 này, quân Nguyên mang theo đến 70 vạn thạch lương theo đường thủy, sẵn sàng đánh lâu dài với Đại Việt. Tuy nhiên, thuyền lương nặng nề đi chậm, thủy quân của Ô Mã Nhi vượt lên trước, còn đội thuyền lương nặng nề đi sau bị Trần Khánh Dư mai phục tiêu diệt hoàn toàn. 70 vạn thạch lương hoặc bị rơi xuống biển hoặc bị lọt vào tay quân Đại Việt. Không có lương thực cũng không cướp bóc được nhiều, quân Nguyên không thể đánh lâu dài, phải rút quân về nước theo hai đường thủy bộ. Phạm Ngũ Lão chặn con đường rút lui của Thoát Hoan, tiêu diệt rất nhiều quân Nguyên. Sau đó được lệnh đến sông Bạch Đằng chặn thủy quân của Ô Mã Nhi. Thủy quân của quân Nguyên va phải cọc ngầm, toàn bộ đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống. Sau khi đánh bại quân Nguyên, triều đình phong thưởng, ngoài các tôn thất họ Trần, Phạm Ngũ Lão là một trong số ít tướng lập công lớn nhất. Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông chỉ huy đội quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân. Theo tác giả Trần Hưng từ website Trí Thức VN, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân.
mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần.